tí trung tâm, sân chơi của ông lớn. Ai sở hữu đất vàng trung tâm? Các khu vực trung tâm luôn nằm trong chính sách hạn chế phát triển xây dựng, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Như tại quy 1 của thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm tài chính lớn nhất cả nước đã thu hút rất nhiều người nước ngoài đến làm việc, sinh sống, du lịch, thì cuộc chiến săn quỹ đất tại quận một được nhận định đang ở giai đoạn khốc liệt nhất. Giới chuyên gia cho rằng, bất động sản quy một sẽ ngày càng đắt giá thu hút dòng tiền của nhóm khách HANGVEI nhu cầu để ở lẫn đầu tư. Theo ghi nhận, đa phần những căn hộ cao cấp hoặc hạng sang tại trung tâm quý một hiện nay đều có mức giá rất cao. Giới chuyên môn cho rằng, phân khúc hạng sang trong khu đất vàng luôn đứng ở một vị trí rất riêng, không chịu nhiều tác động theo chu kỳ biến động của thị trường so với các dòng sản phẩm khác. Mặc dù với tiềm năng giá trị lớn, nhưng các chủ đầu tư không dễ sở hữu được những khu đất vàng vì những ràng buộc và quy định chặt chẽ về mặt pháp lý của các cơ quan chức năng trong quá trình phát triển quỹ đất. Điều này đã đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn những chủ đầu tư xứng tầm, đủ tiềm lực cùng với quỹ đất sạch mới có thể nổi bật trên sân chơi nhiều cạnh tranh này. d 1 bnscon đẳng cấp của chủ đầu tư quốc tế Trong số gương mặt sáng giá đó không thể không nhắc đến các Bitoland, chủ đầu tư quốc tế đến từ Singapore từng được biết đến với những công trình tiêu biểu tại thành phố Hồ Chí Minh như CS Thảo Điền, Felix Vista và Zellason. Tại quận 1, dự án căn hộ có thương hiệu Branded Residence. D1MENSCON -E đã gây sự chú ý trên thị trường khi chính thức hoàn thiện và bàn giao đúng tiến độ. Nằm tại trung tâm quận 1, D1MENSCON -E hội tụ đủ những yếu tố về vị trí, chất lượng công trình, thiết kế ấn tượng, đơn vị quản lý vận hành quốc tế. Từ vị trí của dự án nằm trên đại lộ Võ Văn Kiệt giúp dễ dàng kết nối với trung tâm tài chính, những khu vui chơi giải trí ẩm thực và thương mại sầm uất, cũng như đến quận 2 và quận 7, nơi tập trung nhiều trường học quốc tế những tiện ích trong căn hộ ở đây tiện ích tiện nghi đẳng cấp mang đến không gian sống đẳng cấp cho chủ nhân những tên tuổi nội thất danh giá trên thế giới được thiết kế và lắp đặt tinh tế trong mỗi căn hộ có thể kể đến Armani Roca, Villeroy và Bosch hay Đặc biệt, The Ascot Limited, đơn vị sở hữu và vận hành căn hộ dịch vụ lớn bậc nhất thế giới sẽ trực tiếp quản lý cho một dự án căn hộ D1MNSCON, đảm bảo cư dân được tận hưởng các dịch vụ tiêu chuẩn cao cấp, có cơ hội trải nghiệm các dịch vụ tiện ích gia tăng như dọn phòng xe đưa đón, thư tín, đặt chỗ nhà hàng, đặt tạp chí, trông trẻ và dịch vụ chăm sóc cá nhân VV, mang lại những trải nghiệm hoàn hảo cho khách hàng và là bảo chứng cho tiềm năng đầu tư và sinh lợi cao của dự án. Bên cạnh đó, D1MNSCON còn thể hiện đẳng cấp vượt trội về tiềm lực. Khách hàng chỉ cần thanh toán 35% giá trị căn hộ có thể sở hữu ngay căn hộ hạng sang bậc nhất Sài Gòn, phần còn lại trả trong 2 năm với 0% lãi suất. Đặc biệt, khách hàng đặt mua căn hộ trong giai đoạn này có cơ hội tham gia chương trình cam kết cho thuê trong 2 năm với tỷ suất lợi nhuận 7% trên 1 năm cũng như nhận được quà tặng gói nội thất theo chuẩn Summerset và 2 năm phí quản lý. Thông tin về dự án đăng tại website http://www.g1benson.com, trên trên Việt Nam.